Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy toán trí tuệ, toán tư duy. Mà đối tượng của mình là... Dạ, các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỳ thi thập trưởng vô tuyến điện tử ở 97 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền, ngoan rồi. Hiền, ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ? Hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ dạ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm, vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói, với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy nhạc. Bạn em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng rồi. Em đâu có được vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì, say you do, do 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 gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thích ca hát. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu, bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, không có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? Khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. Như là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ. Mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để trâu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Để cho ba mẹ khó rồi rủ ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? Cũng được trải qua 3 năm, thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? Lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi, chứ không phải là... yêu đơn phương hả?
Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Cũng không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể đó, để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? Dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy, mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ông đừng có gì đâu. Chị cao có thể 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn luôn ạ. Không ăn chơi nhảy múa ạ. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng cô ấy muốn khi nào ạ? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết. Em sao chưa quen ai em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít biết quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Ừ, hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong gì đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi á hả? Dạ sinh đôi. Nói rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho cô em kia thế nào? Chắc rất xinh thắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai không? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ. Được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Yeah, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào.
Rồi, xin mời hai bạn. Đây, đây em có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi, thì anh có phiền đến cái đó không? Không có chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp, nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói, thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao, nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. À, bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có mũi nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có mũi nào chưa. Rờ mần mần mờ kỹ vô coi mấy mũi ở trong. Rồng lên ra mũi coi. Có mũi nào không? Dạ cũng có đó chị. Có không? Có dạ, không? Dạ có. Để được chưa em? Dạ được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ size rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Thì là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắc lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai hay gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười quá vậy. Giờ em không biết nói cái câu gì hết. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật
cô ha. Anh xin nhờ vậy ok. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được đâu anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Ừ. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, mà lính nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? À, nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tả nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ, em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Bây giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hà. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. Cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau nữa đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói là làm mới quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. Anh ơi, đây là một buổi phỏng vấn bên bạn muốn hẹn hò, nên là để coi là cách nói chuyện của anh rồi cách thể hiện của anh như thế nào á. Bây giờ anh có thể tự chủ động giới thiệu họ tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của anh gì ạ? Em là Đỗ Văn Hùng, sinh ngày 20 tháng 12 1996 và đang làm bên Mộc ạ. Em ở Bắc Giang. Anh tên gì? Đỗ Văn Hùng ạ. Đỗ Văn Hùng. Vâng. Rồi, sinh năm 1996 đúng không? Vâng. Đang ở Bắc Giang. Rồi, nghề nghiệp của anh là cái gì ạ? Làm bên trần gỗ tự nhiên. Nghề mộc quá hả? Vâng. Rồi, ok rồi. Hiện tại bây giờ thì thu nhập của mình là bao nhiêu ạ? 30 triệu một tháng. Gì ghê vậy? Mình làm chủ hả em? Vâng. Ui. Rồi, ok. Ví dụ như lên chương trình đó thì em có thể thể hiện tài lẻ mình được không? Ví dụ ca hát múa cột gì đó. Không, múa cột em không múa cột được, thì thỉnh thoảng là hát hòa thì hát được. Rồi hát hả? Rồi hát thử những bài nào mà ở dưới đó coi sao. Hát thử nghe coi. Hát nhưng mà hát xuông xuông nè, em hát nó hát đoạn không thôi hát cho được. Nghe cái giọng coi hay không. Đại là chưa thuộc bài lúc nào nữa, phải học được thuộc bài cơ chị ạ. Rồi, rồi, ok, chị nào lên chương trình là học thuộc bài luôn giùm nha. Rồi, bây giờ nè, chia sẻ giùm cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè. Em điểm mạnh thì là mình gọi là điểm yếu thì là hay bị nhát về phái nữ ấy. Nhát phái nữ là nhát gái hả? Vâng. Sao nhát gái? Gặp gái là sợ hay sao? Thì là gặp con gái thì là mình hay bị run ấy.
Sợ là sợ phụ nữ là do là thích quá sợ hay là sợ con gái luôn? Không, kiểu là mình run, là mình lúc đầu là mới gặp, kiểu lần đầu là hay bị kiểu là nói chuyện hay bị vấp ấy. Nói chung là thích người ta rồi sợ đúng không? Vâng. Ừ. Rồi, vậy còn còn điểm yếu gì nữa không? Điểm yếu là độc thế chị ạ. Rồi nhát gái thôi, còn điểm mạnh của em là cái gì? Điểm mạnh thì em biết làm việc biết các kiểu. Làm việc thì ai cũng biết rồi, nhưng mà ý là trong cái tính cách của em á, em cảm thấy ví dụ như mình gặp con gái, người con gái đi, thì cái tính cách của em cái gì mà em cảm thấy em nổi trội để em thu hút người ta được? Con gái thì tại là em chưa đi gặp con gái lần nào nên là... Ý là cái điểm mạnh của em á, về tính cách của mình là gì? Em có hay hút thuốc không? Hoặc là chơi lô đề, quýnh bài hay gì không? À, hút thuốc thì em có, nhưng mà rượu chè thì không. Hút thuốc có, rượu chè không. Rồi, mình còn cái gì nữa không? Có chơi cờ bạc hay gì không? Không chị, em bọn em là không biết chơi cờ bạc. Ừ. Vâng, chỉ có độc hút thuốc thôi. Ừ, hút thuốc lào đúng không? Vâng. Ừ, rồi. Ủa điểm mạnh của mình là cái gì mình cũng không biết luôn hả? Em không, chỉ thấy dân làng bảo là ngoan, không thấy đi đâu. Kiểu là bọn em đọc suốt ngày làm ấy, chú tâm vào công việc nhiều ấy. Dân làng là kêu ngoan đúng không? Vâng. Bút bôi đúng không? Thì tại là bọn em là cứ đọc là ăn mía làm ấy, kiểu không đi đâu ấy. Ừ, rồi, ok, vậy thì bây giờ ha. Rồi, dân làng kêu ngoan, vậy thì chắc chắn là xung quanh đó thì chắc sẽ có rất là nhiều gái để ý đến em. Rồi sao bây giờ, sao em lên hẹn hò đây? Bọn em thì gọi chung là em thì cũng là gần, kiểu là gần 30 tuổi rồi mà mình vẫn chưa có người yêu, nên là muốn qua bạn muốn hẹn hò để tìm người yêu ấy. Ủa nhưng mà trước giờ em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chưa gì ạ. Chưa có mối tình nào hết. Vâng. Có hôn từ nhỏ đến lớn, có hôn bạn nữ nào chưa? À có rồi, nhưng mà cái thời hôn rồi là chưa có mối tình nào là sao cha? Thì lúc đấy là kiểu là rồi là bạn bè như kiểu bạn thân ấy. À hôn bạn thân hả? Trời ơi kỳ. Là hôn bạn thân thôi đúng không? Vâng. Hôn bạn thân là lúc mà còn đi học hả hay sao em? Lúc bọn em đi sang bên Hàn, lúc đấy kiểu đi công ty, thế là em với bạn thân là được công ty cho đi. Rồi ok nè, từ từ nha. Hôn bạn thân là được đi Hàn đúng không? Bây giờ em kể cho chị nghe về cái câu chuyện mà cái bạn thân của em là như thế nào. Rồi hai đứa đi qua Hàn, rồi sao đi qua Hàn, rồi sao em hôn bạn ấy. Em kể cho chị câu chuyện nghe đó thử xem. Thì là lúc đấy là bọn em đây là đi làm kiểu công ty, gần như kiểu công ty điện tử ấy chị. Thế là được hai suất vé sang bên Hàn để vừa học vừa làm ấy. Thì là em với bạn thân thì là hai người là cùng đăng ký, thế là ở chung một cái gần như kiểu ký túc xá bên Hàn ấy. Thế là xong hai người là... Là con trai hay con gái? Con gái. Trời ơi, là em ở chung ký túc xá chung với bạn ấy hả? Vâng, thì ở bên Hàn thì người ta cho mình ở đâu thì mình ở đấy. Rồi ok, kể tiếp hay nè. Rồi sao nữa, cả hai ở chung hai rồi sao nữa? Vâng, thì cứ kiểu là ở với nhau, cùng nhau đi làm ấy, thế là hai người là ở với nhau ấy. Rồi sao nữa, ở với nhau sao nữa, chuyện gì nữa? Thì đọc ôm mía hôn thôi ạ. Ủa, từ từ, là ở chung phòng luôn hả? Vâng, thì ở chung một ký túc mà. Chung phòng, rồi bạn ấy sinh năm nhiêu? Thì hơn em một tuổi. Bạn ấy hơn em một tuổi đúng không? Sinh năm 95. Ừ, sinh năm 1995. Rồi sao là tự nhiên đụng cái đi ôm eo hôn người ta? Rồi lý do tại sao lúc đó tự nhiên sự kiện gì mà tự nhiên lại ôm hôn người ta? Thì em thì được cái là nhát gái, nhưng mà người ta kiểu là chủ động ấy.
xí, nhưng mà ý là trong cái tình trạng nào á, cho chị hỏi là lý do là tại sao lại dẫn đến câu chuyện mà em và bạn ấy hung. Thì lúc đấy là hôm đấy là đúng là ngày sinh nhật của em. Rồi sao nữa? Thì hai người là tổ chức sinh nhật ấy. Em kể câu chuyện đi, chị đang nghe luôn á, em cứ kể đi. Vâng, thì lúc đấy là hai người tổ chức sinh nhật thì là bạn ấy chủ động. Tự nhiên chủ động đúng không? Vâng. Rồi sao nữa? Thì là hết chị ạ. Chủ động hôn em á hả? Vâng. Rồi sao nữa? Rồi em làm gì? Lúc đó là em như thế nào? Thì lúc đấy là kiểu gần như kiểu trẻ con, chỉ biết là được bạn gái hôn thôi. Thế con, rồi ý là bạn ấy hôn em rồi, chẳng lẽ em không có một cái sự kiện gì đó em tương tác lại với bạn ấy hả hay sao? Kiểu gần như kiểu là hai người thì lúc đấy là bọn em thì vẫn kiểu coi như là bạn bè ấy. Bạn bè mà hôn nhau cha. Thì lúc đấy em mới 18 tuổi thì em biết gì đâu. Trẻ con 18 tuổi, rồi lúc mà bạn ấy hôn em, em có hôn lại không? Không chị. Rồi em hôn lại đúng không? Không. Lúc đấy là bắt đầu là cảm giác nó sợ. Ủa sao sợ là sao? Tại sao sợ? Thì mới lần đầu mà chị. Ừ, rồi chị đó là chỉ là hôn thôi, rồi em có ôm bạn ấy không? Có vâng. Ôm bạn ấy, hôn bạn ấy mà sợ. Thì kiểu ôm thì bọn em kiểu là hay là đi làm nhau vẫn có khoác vai nhau bình thường mà. Mà em sợ là em sợ gì? Em sợ là tiến sâu hơn mối quan hệ hay là em sợ con gái? Không, em sợ kiểu là có tiếng nọ tiếng kia ấy. À, sợ tay tiếng hả? Vâng. Mà lúc đó trong phòng có hai đứa làm gì sợ tay tiếng? Thì lúc kiểu lúc bé mình cứ sợ nọ sợ kia mà. Ờ, rồi. Xong cái nụ hôn đó rồi em với bạn ấy như thế nào nữa? Thì xong rồi em với bạn ấy vẫn là bạn, nhưng mà giờ bạn ấy lấy chồng rồi. ý chị là à, sau nụ hôn đó thì cả hai là vẫn là bạn thân bình thường. Rồi, cả hai vẫn là bạn thân, nhưng mà bạn sau nụ hôn đó là còn có nụ hôn sao nữa không? Không chị. Đầu hôm sinh nhật đấy. Ừ, đúng, hôm sinh nhật đấy là hôn thôi đúng không? Vâng. Ừ. Rồi em nghĩ đó là còn một cái mối tình của em chưa hay là như thế nào? Thì từ lúc đấy là bắt đầu em đi sang Hàn về, xong đầu là bọn em mở xưởng làm trần gỗ ấy. Thì là bắt đầu em chú tâm công việc nhiều. Ừ. Rồi sau đó em không quen ai hết hả? Vâng. Ừ. Rồi em đã độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Chắc 18, 27 đi em, chắc tầm độ gần chục năm. Cái gì? Rồi em không có tìm hiểu hay là yêu bạn gái nào ở gần bố em luôn hả? Tại vì là em phải nói thật là vì là em là nhắn tin với con gái là vẫn nhắn tin qua điện thoại thì em nhắn tin được, nhưng mà lúc kiểu là mình mới gặp mặt lần đầu ấy thì cảm giác là mình kiểu là nó kiểu là run, nó bị vấp ngã, kiểu là nó vấp nó không nói được ấy. Thế là xong mỗi đợt gặp mặt về là lúc đấy là mình bị người ta kiểu chặn các kiểu ấy. Ừ, ok rồi, bây giờ nè. Bây giờ cái mong muốn bạn gái của em bây giờ lên chương trình đó, em mong muốn bạn gái em như thế nào, ngoại hình? Thì em cứ ngoại hình thì em không quan trọng. Sao quan trọng là bây giờ ví dụ kiếm chân một cái cô 100kg em chịu không? 100kg thì nó hơi to chị ạ. Ủa vậy sao kêu không quan trọng? Thì nó cứ tầm độ 55 đổ lại. 55kg rồi. Cà chiều cao ơi, bạn gái nợ bao nhiêu nè? 1m55 ạ. Cao mét nhiều. 1m55, tầm độ 1m50 đến tầm độ 1m55. Ừ, nhưng mà em cao mỗi mét bao nhiêu? Em 1m71 ạ. À, 1m71 đúng không? Rồi ok, bây giờ nghề nghiệp có bạn gái ấy thì em có quan trọng không? Không ạ. Thất nghiệp được đúng không? Thất nghiệp cũng được. Vì ừ, em nuôi đúng không? Vì nhà em có nghề rồi, không lo. Ok. Vậy thì về tuổi tác thì sao?
tuổi thì ví dụ là hơn em 1 hoặc 2 tuổi thôi, ý là dưới. Tớ biết em cho một con số nhất định được không? Là ví dụ từ 20 cho đến 30 không? Thì là năm nay thì em 27 thì tầm độ 28 đổ xuống ạ. Ừ, 28 đổ xuống. Rồi. Ví dụ cái này hơi nhạy cảm xíu là bạn gái ấy đã từng kết hôn và có con được không? Không chị ạ. Ừ, không kết hôn có con được đúng không? Vâng. Ừ. Rồi. Quê quán thì em mong muốn bạn gái ấy ở đâu nè? Cứ ở ngoài phía Bắc vậy ạ. Đến miền Trung kiểu là từ Nghệ An đổ lại ấy. Ừ. Rồi ok. Đây là một bộ phỏng vấn ha. À khoan, bây giờ em còn mong muốn bạn gái cái gì nữa không nè? Không, không gì ạ. Miễn là kiểu là cứ là bạn gái không cần xinh quá là được. Ừ, xấu xấu được đúng không? Vâng. Ừ. Nhớ nhà xấu xấu nha, tôi kiếm đứa xấu xong chửi tôi ráng chịu á. Không, em thì ngoại hình thì em không cần quan trọng vấn đề, chỉ tội là mỗi người là ở với nhau biết nó có hợp nhau không, thì ngoại hình là quan trọng gì đâu chị. Chắc không? Em chắc. Rồi ok. Rồi. Đây là một buổi phỏng vấn thôi thì có